Chúng tôi cũng xin kính mời bà Trương Mỹ Hoa và bà Phạm Thị Thúy Vĩnh cùng nán lại chụp hình lưu niệm của các đồng chí trong ngày vui hôm nay. Xin mời. Chúng ta lại cùng dành một tràng pháo tay nữa với tình thân ái trong ngày vui hôm nay. Xin được cảm ơn các đồng chí.